Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta có đơn hàng của Shopee mọi người. Đó là gạt tàn thuốc mọi người, gạt tàn thuốc bằng nhựa mọi người, màu xanh lá mọi người, hình dung miệng mọi Đây mọi người, gạt tàn thuốc thuốc lá mọi người. Nóng xỉu rồi, nóng mắc thở luôn rồi. Này hàng là logistics luôn rồi, hàng nước ngoài luôn rồi. Gạt tàn thuốc lá có nắp bằng thép không gỉ chống gió luôn rồi, kèm giá đỡ tôi cho trong nhà. Ngoài trời màu xanh lá rồi, giá 52 ngàn, cây khai hải quan 22 ngàn. 69 luôn rồi. Này nóng quá nóng rồi, kiểu mà nóng rồi. Nóng rồi giống như ở trên sao Hỏa luôn rồi. Không biết sao quả nó có nóng không rồi, kiểu nóng mà ôi bức, nóng kiểu mắc thở luôn, kiểu thấy nè, nghĩ về cũng nó nóng rồi. Mấy cây xanh lá với cái màu hồng, màu hồng. Này mọi người, gọn rồi, gọn hơn rồi. Đây có cái dung miệng rồi. Này bằng nhựa không rồi. Nó đúng nhựa luôn đúng rồi. Nhưng mà giá nó rẻ mọi người, có hai mấy ngàn mọi người. Thì tiền xếp ra bốn tiền xếp nãy nó bao nhiêu mọi người, bốn mấy ngàn mọi người. Ở trong thì nó bằng inox mọi người, bằng ấy để nó chống bị cháy mọi người. Được mọi người, tưởng ở trong nhựa nó sợ nó ấy mọi người, nhưng mà không sao mọi người. Nhưng mà hút xong ấy xong cái khói người đậy là cái khói nó tự nó tắt rồi mọi người, nó không tới nổ bị nó ấy mọi người. Nhưng mà ở trong mày nó thì nó yên tâm hơn rồi. Đường cái này thì nó rẻ mọi người, có hai mấy ngàn rồi. Ừ, gọn gọn mọi người, giá cũng mấy bằng nhựa mọi người, có cái màu hồng nữa mọi người, lấy màu xanh lá mọi người. Rồi bây giờ anh bóc của tôi tới đây là hết mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.